Thưa quý vị, thời gian qua, dịch COVID-19 đã gây mất việc làm cho hàng triệu lao động trong nước. Và đến nay, khi mà dịch bệnh đã cơ bản được đẩy lùi, các doanh nghiệp bắt đầu khôi phục sản xuất, thì vấn đề đặt ra là giải quyết việc làm cho những người đã bị mất việc, đảm bảo số lượng lao động cung ứng trở lại cho thị trường lao động. Tìm ứng viên từ vị trí phổ thông, giản đơn đến chuyên môn cao đang là bài toán đau đầu tại các doanh nghiệp hậu COVID-19. Bàn luận về câu chuyện này, hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay ông Vũ Quang Thành, là Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Xin chào ông ạ. Vâng, xin chào MC của chương trình. Vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Hy vọng là cuộc trò chuyện ngắn này thì chúng ta cũng có cái nhìn tổng quan hơn về câu chuyện thị trường lao động hiện nay, những cái khó khăn và có cách nào để giải quyết. Trước hết thì chúng ta thấy là dịch bệnh thì không nói là đã tác động đến thị trường lao động như thế nào. Và sau khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn thì cái thị trường lao động, cái nguồn lực lao động thì lại bị thiếu hụt rất là nhiều và gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Chúng ta thấy là trong quý 1 năm 2022 thì cái số lượng lao động thiếu là khoảng 120.000 người. Rõ ràng là thiếu rất lớn và nó giảm, cái lượng thiếu này nó cao hơn các năm trước khoảng 2-3%. Vậy thì theo nhận định của ông thì cái tình trạng này là như thế nào? Vâng, thưa anh, thì quay lại trước tiên thì tôi cũng xin phép là xin chào toàn bộ các thính giả của chương trình VTC1, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Quay trở lại câu hỏi của anh, phải nói rằng là cái bối cảnh mà bị ảnh hưởng đại dịch trong 2 năm 2020 và năm 2021 thì đã để lại những cái ảnh hưởng vô cùng lớn. Và từ trước đến nay thì cũng chưa bao giờ có những cái ảnh hưởng này tác động thực sự tiêu cực đến tất cả các cái lĩnh vực, và trong đó có thị trường lao động. Và cái việc mà từ cuối năm 2021 ấy, những cái khi mà chúng ta áp dụng các cái biện pháp, những cái chính sách mà để thực hiện công tác phòng chống dịch, rồi thực hiện những hoạt động giãn cách xã hội, rồi những hoạt động khác để làm sao mà thực hiện công tác phòng chống dịch một cách tốt nhất, thì nó đã ảnh hưởng hết sức tiêu cực đến thị trường, trong đó thị trường lao động. Những hình ảnh chúng ta thấy rất rõ là về đứt gãy chuỗi cung ứng này, rồi đứt gãy về các cái hoạt động về dịch vụ việc làm này, thực hiện các cái về thị trường lao động này rất là rõ nét đấy. Và cái việc đó thì nó cũng tác động và ảnh hưởng hết sức tiêu cực sang đến tận đến năm 2022 của chúng ta. Tuy nhiên thì như anh cũng biết thì đến cuối năm 2021 thì chúng ta cũng đã thực hiện theo những cái giải pháp từ phía chính phủ, là thực hiện công tác phòng chống dịch theo những cái giải pháp mới. Chúng ta thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Thì đến đầu những năm 2022 thì đã có những cái tín hiệu hết sức là khởi sắc. Các thị trường đã dần khôi phục và trong đó có thị trường lao động. Và cái việc mà thị trường lao động của chúng ta thiếu hụt một cái lực lượng lao động lớn, nó cũng phản ánh rất rõ ràng về vấn đề này. Trong quá trình xảy ra diễn biến của dịch và cái sự ảnh hưởng của dịch, đặc biệt là các cái tỉnh phía trong, ví dụ như là Đồng Nai hay là Bình Dương hoặc Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác nữa, thì cái việc ảnh hưởng của đại dịch đã dẫn đến là rất nhiều doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoặc là nghỉ việc, cho nhân viên là công nhân là nghỉ việc, và cái số lượng lao động nghỉ việc cũng tương đối lớn. Và từ đó thì đến khi quay trở lại để mà các cái hoạt động phục hồi thị trường lao động và các cái giải pháp phát triển lại phục hồi sản xuất kinh doanh thì đã dẫn đến là thiếu một cái số lượng rất lớn về cái lực lượng lao động. Bởi vì trong quá trình dịch chuyển thì người lao động cũng đã quay trở lại địa phương. Đấy, quay trở lại địa phương, và bây giờ bài toán ra là chúng ta thấy rất rõ là khi quay trở lại địa phương rồi và trong quá trình đó thì người lao động cũng đã tìm cho mình những cái công việc phù hợp để mà có thể tiếp tục có những cái thu nhập để đảm bảo cuộc sống. Và khi các doanh nghiệp mà chúng ta đã kiểm soát được dịch và các doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động và quay trở lại phục hồi quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị, thì cái việc mà để mà có đủ một cái lực lượng lao động đáp ứng được các hoạt động sản xuất kinh doanh thì là rất là khó. Và chính vì việc đó thì cái việc thiếu hụt cái lực lượng lao động là cũng tương đối nhiều. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta cũng phải đánh giá rất rõ là với thị trường thì chúng ta nên với cái số liệu mà anh đưa ra là 120.000 lao động chúng ta thiếu hụt trong quý 1 ấy, thì chúng ta phải đánh giá là từ các cái phân khúc nào. Đấy, lao động ở các phân khúc, ví dụ lao động giản đơn, lao động phổ thông, hay là phân khúc lao động có tay nghề, hoặc là phân khúc lao động chất lượng cao, thì cái này chúng ta cũng nên đánh giá cụ thể các cái phân khúc để từ đó chúng ta có những cái xu hướng, có những cái định hướng
hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng và sử dụng nhân sự trong thời gian tới này. Vâng, vậy thực tế tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Hà Nội thì thời gian qua có ghi nhận tình trạng thiếu lao động hay không ạ? Vâng, thưa anh, thì trong cái quá trình thực hiện cái nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội chúng tôi thì thực hiện theo cái sự chỉ đạo từ Ủy ban thành phố và trực tiếp là từ Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội. Và ngay từ những tháng đầu năm 2022 và thực hiện theo cái kế hoạch 34 về cái việc là hỗ trợ phục hồi phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm của năm 2022 thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cũng đã triển khai rất nhiều những cái biện pháp, các cái giải pháp để hỗ trợ phục hồi thị trường lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng đã qua các hoạt động thì chúng tôi cũng thấy là trên địa bàn thành phố cũng có những cái hiện tình trạng là thiếu hụt lao động. Tuy nhiên thì cái việc thiếu hụt ở đây thì nó dừng lại ở những một số những nhóm ngành nghề cục bộ cụ thể hoặc là những cái phân khúc lao động cụ thể. Ví dụ như là cái phân khúc lao động giản đơn, lao động phổ thông, tập trung ở những cái nhóm lĩnh vực ngành nghề như là chế biến chế tạo hay là dệt may da giày hoặc là sản xuất linh kiện điện tử. Hay là một số nhóm nữa đó là kể cả những cái nhóm lĩnh vực mà bị ảnh hưởng bởi dịch rất là lớn như là dịch vụ lưu trú ăn uống hay là du lịch. Đấy thì qua các hoạt động mà kết nối việc làm, giới thiệu việc làm hoặc là tổ chức các hoạt động, các cái phiên giao dịch việc làm và tiếp nhận những cái phản hồi từ phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng thấy được những cái sự thiếu hụt này từ phía các doanh nghiệp ở trên địa bàn thành phố. Trong cái các hoạt động đấy thì chúng tôi cũng đã có những cái nội dung hết sức cụ thể để làm sao mà khi tiếp nhận những cái phản hồi, các cái thông tin, các cái đơn hàng tuyển dụng từ phía các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng có những định hướng để phối kết hợp với các cái ban ngành đoàn thể và đặc biệt là trên 30 quận huyện rồi kể cả ra các cái tỉnh ngoài để làm sao mà có được một cái lực lượng lao động hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái công tác phục hồi và giới thiệu doanh nghiệp để làm sao doanh nghiệp có thể tuyển dụng được với những cái nhóm đối tượng và những cái nhóm lực lượng lao động thuộc các cái phân khúc như vậy. Vâng. Thì hôm nay chúng ta nói về cái sự xáo trộn sau khi dịch Covid-19 tác động đến thị trường lao động. Thì để cho người xem có cái nhìn toàn cảnh hơn về những cái biến động nó mang tính là khá tiêu cực đến thị trường lao động thì ông có thể phân tích những cái thay đổi của thị trường lao động sau khi dịch Covid-19 đến nay lại được coi là kiểm soát một cách tương đối tốt ạ? Vâng, thưa anh, thì về cái phân tích này thì cũng tương đối dài. Vâng. Nhưng có thể là ở đây thì cái thời lượng của chương trình nó cũng có hạn thì tôi cũng xin tập trung vào một số cái yếu tố như vậy thôi. Thứ nhất là có thể chúng ta nhìn thấy rất rõ là cái bối cảnh mà chúng ta trong những thời gian vừa qua là với cái định hướng từ phía chính phủ về công tác chuyển đổi số hay là bối cảnh tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như là sự hội nhập quốc tế và đặc biệt trong những năm 2020-2021 thì chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch Covid-19 thì những cái bối cảnh, cái xu hướng dịch chuyển, những cái lĩnh vực ngành nghề sau dịch hoặc là với những cái ứng dụng công nghệ công nghiệp 4.0 ấy, thì cái bối cảnh nó như thế nào? Thì ở đây thì thấy rất rõ ràng là chúng ta đang có một cái sự thay đổi rất là rõ là chúng ta đang chuyển từ lượng chuyển sang chất. Có nghĩa là những cái nhóm ngành nghề trước đây sử dụng nhiều lao động cũng không đòi hỏi gì nhiều về trình độ lao động phổ thông, lao động giản đơn cũng tay nghề thì cũng vừa phải. Thì nay đã chuyển sang chất, tức là sau những cái ảnh hưởng đó thì đã có một cái sự dịch chuyển rất là lớn, rõ ràng là thấy là đòi hỏi nhiều hơn về trình độ, về kỹ năng tay nghề của người lao động. Đặc biệt là chúng ta đã áp dụng những cái việc là chuyển đổi số, rồi những cái điều khiển máy móc, trang thiết bị ở trong các cái công ty, nhà máy xí nghiệp, ở trong các đơn vị doanh nghiệp. Thì cái việc mà đã có những cái sự chuyển đổi như vậy thì rõ ràng phải đòi hỏi một cái lực lượng lao động phải có đủ trình độ để mà có thể thực hiện được các cái hoạt động, các cái yêu cầu từ phía các doanh nghiệp với các cái vị trí việc làm cụ thể. Ở đây thì quay lại cái việc mà chúng ta phân tích một chút về cái lực lượng thiếu hụt đấy. Chúng ta thấy rất rõ là với những cái nhóm lĩnh vực ngành nghề bị ảnh hưởng bởi dịch là ví dụ như là những cái nhóm mà gọi là chúng ta thấy là trước là trong cái quá trình mà phòng chống dịch là những nhóm mà chúng ta phải tạm dừng này, là với những nhóm gọi là không thiết yếu. Vâng. Đấy, cụ thể ví dụ như kể cả là hàng không này,
rồi dịch vụ du lịch này, rồi kể cả công dịch vụ lưu trú ăn uống này, đấy là rồi các cái nhóm về công nghiệp chế biến chế tạo hay là sản xuất linh kiện, hay là những cái nhóm mà sử dụng một số lượng lao động lớn như là dệt may da giày, đấy những nhóm đối tượng đấy là sử dụng lao động rất là lớn. Đấy, rồi bây giờ đến khi mà chúng ta đòi hỏi chúng ta quay lại với cái bối cảnh là mới hiện tại và với những cái chuyển đổi hiện tại, thì cái xu hướng mà sử dụng lao động mà có trình độ lại cũng tăng lên rất nhiều. Và trong cái giai đoạn này thì cái việc mà sử dụng lao động có trình độ đấy, thì nó lại tập trung ở những cái nhóm ngành nghề mà trong thời gian vừa qua thì cũng đã có cái sự phát triển rất là tốt. Trong cái bối cảnh đại dịch như vậy thì chúng ta thấy những cái nhóm ngành nghề mà có sự dịch chuyển rất là lớn, ví dụ như là công nghệ thông tin đấy, đấy là những cái điểm sáng, đúng không ạ? Rồi kể cả những cái nhóm ngành nghề tiếp theo như là thương mại điện tử hay là trí tuệ nhân tạo đấy, rồi chăm sóc sức khỏe, vâng. Đấy, thì đây là những cái nhóm ngành nghề có thể thấy rằng là vẫn có những cái sự phát triển tốt và có những cái thu hút được những cái nguồn lực lao động sức hút lớn trong cái quá trình vừa rồi. Vâng. Vâng. Ngoài chúng ta thấy là những cái ngành nghề là người lao động thấy có tiềm năng trong tương lai, nó không bị quy vào nhóm ngành nghề là không có một cái tương lai sáng lạn, thì từ ngày 1 tháng 7 tới đây chúng ta thấy là có cái việc tăng lương tối thiểu cho người lao động. Cái việc thu nhập cũng là cái điều rất là quan trọng. Vậy thì theo ông, lương được tăng thêm nó có phải là động lực thu hút người lao động, có thêm cái động lực nữa để họ trở lại dây chuyền sản xuất? Vâng, thưa anh, thì cái này thì cũng rất là rõ. Vâng. Bởi vì đối với người lao động mà làm công ăn lương thì khi đi làm thì cái mà người lao động quan tâm thì cũng chính là thu nhập. Cái việc mà tăng lương tối thiểu thì cũng là một cái phần là hỗ trợ cái thu nhập mà trong cái tháng thu nhập đối với người lao động thì cũng góp phần thêm những cái gọi là kích thích người lao động để mà có những cái sự hoạt động hay là những sự gắn bó với doanh nghiệp. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì theo quan sát của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là để mà người lao động có được những cái sự gắn bó thì vẫn bên cạnh đó thì phải là môi trường làm việc, điều kiện làm việc hoặc là một số quyền lợi khác nữa. Vâng. Thì đấy cũng là những cái sức hút hơn. Có thể là thêm cả cái phần mà tăng lương, đó là tăng quy định chung. Trong cái bối cảnh khó khăn như này, trong cái điều kiện mà giá cả sẽ có phần tăng, đấy, chúng ta nhìn thấy rất rõ là thời gian vừa rồi thì giá xăng dầu cũng đã tăng lên rất nhiều. Và bên cạnh đó thì sẽ kéo theo những cái giá cả khác. Và kéo theo đó chính là cái đời sống sinh hoạt. Giá cả thị trường sẽ tăng lên thì chỉ cái việc mà sinh hoạt thì cái lương trong cái giai đoạn này mà tăng từ 1 tháng 7 thì cũng đã một phần đáp ứng được cho người lao động để mà làm sao mà người lao động kích thích người lao động để mà có tiếp tục có những cái tính tích cực để mà tham gia vào thị trường lao động cũng như sự gắn bó với doanh nghiệp. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội với chương trình của chúng tôi hôm nay. Và thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.